Xin chào bạn, chắc mình phải đi từ lan dưới lên thôi. Không có thứ để mà tập hành làm gì đây. Để phi ti rừng. Thì mình sẽ ăn rồng. Phi đi ăn rồng rất là nhanh. Đây ăn rồng cũng là một cái lợi thế rất là tốt để cho team có khả năng combat lên level cao. Đây làm con bùa đỏ chứ. Về lan đi nhá, về lan ôm lan chắc rồi nhá, các khung canh cảnh tốt ở đâu ấy. Ăn được khá nhiều. Ôi, bên kia qua nghỉ chờ nó lên đấy, nó lên đấy. Isabeth là về là đi luôn đấy. Này, con mít con rừng nó này. Gì? Đéo ai hỗ trợ kìa. Ê, cay không? Cay ra nước mắt luôn đấy. Nghe đi rừng mà đéo có ai canh cho ấy. Thua thì lại hỏi tại sao. Trừng phạt hơi lỗi. Và đấy trừng phạt sớm. Tìm đâu tập trung đi Vera đâu, dọn nhanh cái lính mít rồi lên đây đánh kìa. Đánh mớm thôi, để tốt nó lên đã. Đám cứng kìa. Kéo con rồng ra, ăn rồng. Về lan đi, về lan đi, nếu yếu về lan đi. Đánh người gắt lắm. Đánh đầu mùa chúng nó leo danh ấy. Bỏ chơi. May là có mạng, được mạng. Đánh cẩn thận rồi. Con mít nó cũng nhìn thật đấy, nó qua nó rỉa rỉa con bùa nghe. Gì ạ? Như là câu cá luôn. Vera cứ dùng ulti đi, 9 giây mới hồi mà. À, 9 giây hồi nhanh mà. Phát cái mình thả diều một lúc 9 phút là hết một game. Đợi xin. Hiếu ơi, từ từ chưa Hiếu ơi. Còn máu không đấy? Trụ luôn được không? 11 giây không kịp đâu. Ta xem mấy con rừng nó còn có không được qua nữa. Đẩy cái mít của hắn này. Về lan trên kia đi nhá. Isabeth trách bụi đi. Tanh cứng trách bụi đây bạn ơi. Tanh phải đi trách bụi đấy. Đấy, đứng phải đứng ở trong bụi ấy, nếu có combat thì còn biết lui biết thủ về. Cũng đồng đội đánh ở bên trong hoang mang lắm. Đúng rồi, đi rìa bụi ấy, Vera đứng đứng sắp xếp đội hình nó chuẩn tí. Đánh này đấy. Đấy lên trên là đánh được rồi này. Có con Zephyr đấy. Yếu về lan, về lan. Về lan đi. Con cũng không này. Ui, này. Ui. Ôi, tao về đi phạm. Về lan đi, không thì lính nó chết hết.
bên trên nó xanh rồi không ganh nữa. Thì mình có tự biết di chuyển này, đánh có người nó không biết di chuyển, nó cứ đứng cả trụ suốt, cho nên là mình khó đánh như đánh với máy luôn, mic thì nó không mở. Lính lên đấy Hiếu ơi, lấy trụ dưới đấy Hiếu ơi. Không đấy. Không làm gì được. Đi về thôi. Về giữ lan nhé, về giữ lan nhé. Lan mít này, lan mít này, nhưng ngươi khẩn trương quay về lan đi. Không dọn được lính nhìn buồn buồn lắm. Về lan đi nhá, về lan ép trụ đi nhá. Thả diều tí là ăn rồng 6 phút này, 7 phút này, xây ra ra rồi này. Sẽ ra bây giờ phải có hai món đồ rồi. Lính mít kìa, lính mít kìa. Ôi. Đánh, nó hết ulti rồi đánh đấy. Lui về, lui về, lui về. Lui về tí, lui về tí red này, thiếu người. Thằng Ngũ Không có lên, thằng Ngũ Không có lên đấy. Ngũ Không dưới lên đấy. Ngũ Không là sao đít nè. Đánh nhanh còn đang xê ra mọi người. Tập trung làm trụ thôi. Quan trọng. Nào, hết chiêu nhảy rồi vào đây. Nào. May thoát được. Kỹ năng đỉnh cao. Xe ra nó dậm cho một phát đấy này là coi như là toang đấy. Xe ra đến nơi, xe ra rồi nhá. Anh em đánh chậm ra xe ra anh em ơi. Lại ngáo rồi, lại tất cả lại ngáo rồi, bắt đầu lại quăng game rồi. Bắt đầu quăng cực mạnh. Elizabeth đánh nó đi. Nó không dùng chiêu cuối, nó bắt buộc phải dùng. Bắt buộc phải dùng thôi, nó bắt buộc phải dùng thôi. Mình ép nó dùng mà. Đây ăn nốt con rồng này, ăn nốt các kiểu rồi xong làm con xê ra luôn. Tướng dưới kia đánh thấp xuống. Đánh thủ đấy các bạn ơi, đang ăn rồng này. Đồ đan, Vera đứng đấy là tai hại rồi. Được. Lấy một cái mít của nó. Kệ con đấy đi, nó đánh, kệ con Gildu đi. Đù, còn Gildu vẫn chưa chết à? Đù, xấu dai thế, bạn. Ui, lắc. Xây ra luôn này. Blue nó xong ăn xây ra luôn. Giữ nó lại. Giữ đi. Lui về Hiếu ơi, lui về không được. Con khỉ từ từ đó. Đẩy lan này. Isabeth đây, hỗ trợ tôi ăn xảy ra luôn nha. Nữ hoàng Elizabeth ạ. Xảy ra này, nữ hoàng ơi, nữ hoàng ơi. Nữ hoàng Elizabeth ơi. Đúng rồi.
Ok, bỏ đi một cái trụ cũng được mà. Đánh này, đánh này, đánh này, lên rồi này. Đẩy lan nào này. Thả dòng lan trên đi. Bắt con mít nó này. Đánh này, combat đi Elizabeth ơi, sao đứng đây? Elizabeth ơi, AFK rồi kìa. Cây đổ ơi, cây đổ. Combat kìa, cây đổ ơi. Con phê con này nó lên đấy, con cũng không lên này, chơi luôn, chơi luôn, đánh được, đánh được, đánh được, đánh được, bật ulti rồi, bật ulti rồi, chiêu cuối, bật chiêu cuối. Bật chiêu cuối, bật chiêu cuối, bật chiêu cuối, bật chiêu cuối, bật chiêu cuối. Ok, man. Đẩy thẳng mít lên, đẩy thẳng mít lên. Tôi ăn ra con rồng á. Đẩy đẩy lan kia nữa, đẩy lan kia nữa. Half play chúng nó. Không cho chúng nó đẻ trứng. Không cho chúng nó xanh. Ok, mới ra vàng rồi. Anh em đâu thẳng mít luôn Elizabeth. Sộc vào luôn ạ. Sồ vào luôn đi. Đúng rồi, sồ luôn. Lùi đẩy trụ đi Hiếu ơi, bạn đứng đây, bạn đứng giữa khoảng không, cái này không có thời gian. Đây có con lính đẩy, đẩy triệt để luôn. Đánh này, đánh này, đánh này, đánh đánh Ngộ Không kìa, Ngộ Không sắp đi rồi kìa. Băng trụ đi, băng trụ đi, băng trụ đi. Lính bên này, lính bên này, đẩy ba đường, đúng rồi, đẩy ba đường lên, nó không là gì đâu. Đây 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 đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, tôi đẩy chụp cho. Lính ơi, lính ơi, lính mít kìa, lính mít kìa, mít kìa, mít kìa. Ui nó đẹp, lính tốt quá. Ăn xe ra đi, ăn xe ra đi, nó đẹp, lính tốt quá. Đấy, em lính tốt quá. Làm con balu nó, làm con balu nó. Lấy đơn rồi. Đắp cục kìa. Triple kill. Đếm kill ạ. Qua ra kill. Mega kill. Bán đồ này đi. Lên đủ công. Để kiếm một giây ạ. Cho chúng nó. Bất thành. Lính vào đây. Lính chạm vào đây. Lính vào chậm. Mid game. Game, mid game. Easy, easy. Victory. Mười tám cam vàng, 13 cam vàng, lấy sát thương cao hơn.